Hiện tại đang là 5 giờ chiều ngày 9 tháng 9 năm 2019. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Trên màn hình quý khách hiện tại là bộ chiếc giường hoàng đế có kích thước 2m2m2. Cái giường rất là lớn, chúng tôi làm theo yêu cầu và đơn đặt hàng của chị Thủy Trung tại xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, Phú Thọ. Chiếc giường này thì có bằng chất liệu bằng gỗ sồi Nga, có tên gọi là giường hoàng đế, rất là lớn, kích thước 2m2. Đây là phần đầu giường được đục chạm hoa lá tây. Và giát là giát vàng. Những mẫu giường hoàng đế này chúng tôi sản xuất rất là nhiều. Như là tôi từng sản xuất kích thước là 1m8, 2m. Này chị đặt chúng tôi một chiếc rất là lớn, 2m x 2m2. Phòng ngủ rất là lớn, nhìn kê được. Đây là phần hoa văn được chạm trổ, hoa văn cổ điển rất là đẹp, không quá rườm rà nhưng mà vẫn có những cái đường nét rất là cổ điển, tinh tế, mang lại một cái vẻ đẹp sang trọng cho phòng ngủ. Mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với xưởng Đồ Gỗ Tùng Tám số điện thoại là 0987 510 086, website đồ gỗ tùng tám com và địa chỉ tại Văn Cúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Quý vị thấy một người 1m65 đứng cạnh chiếc giường nhưng mà rất là nhỏ. Đó, rất là rộng rãi luôn. Rồi cái này nó đang là buổi chiều nên là ánh sáng nó quá, tôi quay quý vị nó hơi khó nhìn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những xem clip khác.